là cái mà người dùng bình thường người ta vẫn đang nhìn thấy. Được chưa? Và nhiều bạn cứ gọi cái này là back-end thì nó không đúng đâu. Nó chỉ đơn giản vẫn là giao diện front-end của cái đối tượng người dùng admin. Vậy bạn nhìn thấy giao diện bên trong nó thường có những cái gì? Thêm, sửa, xóa, thay đổi thông tin gì đó. Đó. Đây là những cái cấu trúc gọi là cơ bản. Rồi thì logout. Vậy các bạn nhìn thấy ở trên viết code đi thì tôi đã để trên cái trang viết code đi tôi đã có một cái phần yêu cầu bài tập là các bạn hãy thực hiện lại cái bài tập trước đó. Đây, các bạn nhớ làm và nộp bài tập này nhé. Đó. Làm lại cái bài tập này nhưng mà sử dụng Bootstrap 5 và bài tập này sẽ bổ sung thêm phần giao diện admin. Được chưa? Đó. Vậy xin mời các bạn sẽ nghiên cứu để thực hiện cái bài tập này và đồng thời nghiên cứu cái giao diện admin tôi sẽ chụp và gửi đến kèm lên trên đây để cho các bạn quan sát. Rồi, mời các bạn thực hiện nghiên cứu sử dụng Bootstrap thiết kế bài tập nhà hàng nhưng bổ sung thêm phần giao diện admin. À, tôi